Bạn xuống đây này tao học chân video mới nắng nhom bằng hai này tao học nè vì vậy tới chỉ đi ACP relay chân nè chân này tao học nè phải chỉ đăng hay thông đá dùng prapra firewall rồi prapra router vì tao chỉ miễn function mới cái hoạt đi ACP server nè chân ưu tao học hai này tao học nè miễn nicuji structure network simple mới để dùng miễn fortinet nếu Fortinet có bị miễn chỉ DHCP server để mình này thả ở việc bỏ IP automatic cho ai client bao giờ này miễn window miễn ấy bỏ bàn á và tha chỉ thông báo và sân dân này ở network bị powerful firewall rồi có router thông thông cái phía trên chip sách cứ firewall khi ở đây bỏ IP mình này bỏ function DHCP nâng tê để xa cái tục cầm lăng bỏ firewall nâng the filter ếp xên rồi có lên rule ếp xên á rồi bây giờ chúng ta phải đi ACP mà tăng tiếp với ảnh năng thừa ở performance robot firewall nó về C ở trên nè chẳng bằng cái thừa đi ACP relay chấn cứ mình này thay cái trâu cá chạy đại rồi có trâu cá bưng server mũi để mình function đi ACP để chỉ Windows server ấy cứ về miền lạnh dừng configure đi ACP vậy chứ role IP address thằng ấy cứ trâu cầm cá control rồi có bỏ chân bị Windows server năng trâu chọn cắt firewall chẳng firewall còn là chia thua chỉ kẹt về tập năng tên á lại nhắn á ok chẳng nó về đại DHCP bỏ trên bị server chẳng firewall chẳng miền sau nó powerful mà sau nó cũng lãng nó bởi vì thua cả ếp xên tiện á tục tục vì thua cả ếp xên tiện nó cũng bỏ về chỉ DHCP nữa và sẽ dùng bỏ chỉ DHCP network dương tốt chất ấy thì và sẽ network dương thông thông cho ra hơn network ấy vì ai nâng thua ở resort rư gồ CPU bỏ firewall bởi chứ nó vì thông thoại nó vì ọc chẳng để bị khả chứ bạn kê đã đi ACP server nâng nằm bày chỉ dùng nuôi cao bình nhá chứng gà nít cứ chỉ bởi xe đi ACP relay chẳng nó vì miễn chẳng tiệt thả nít cứ chỉ xem hôn mối xâm rạp bật dùa là nó ọc nế ở chạy bạc ra rư gồ ở đơn thả ok chứng về khai này ta học khơi nước nông cầm hôn khơi miền phải bỏ mũi rồi còn miền rào tấp bẩn thế chạy mới tạo khơi miền cái bỏ đi ACP rồi bỏ IP ở tôm tới chân bị phải bỏ nâng phong nâng chẳng cho ba chân này ta học này ai rồi mà là Windows Server rồi còn là server ếp xin chết đã bị miền chia phần sân đi ACP nữa ok chẳng nhóm cho tự không phó tì kết bao giờ nếu chỉ phó tì kết thì thầm đá bên nhóm thuộc lab ở phía chẳng nhóm bỏ chân bị phó tì kết tầm đó nhóm tệ lấy nhé nè chẳng port lịch pi rồi bỏ nhóm đi port lịch pi đó cứ chọn một căn switch switch những chiếc switch ăn mình này thế thì dương trong bỏ đi ACP via các bạn này nè mình này thả ở LAN ở client bỏ dương chạm IP ở tôm tích trên before the gate mà phần tay nhưng mà chọn thì nè với miễn function ở viên nè client này và cho click và mà click bỏ bàn này phần tay via thôi chẳng cứ dương thôi ở performance rồi có result rồi bỏ for the gate dương bị off chẳng nè hay bị khát bể chúng bây giờ network tôi chú giật IT mình đang network thông thông kia sợ bỏ thì nè chúng nên ông thì tôi cả Windows Server mới hay Windows Server nhưng thôi cả bớt ok chúng bật update ở trong Windows Server nhưng tôi cả install service mới cứ cái hào thả service DHCP Server nè ok chúng nó non nít này tôi học niềm từ lời IP dẫn chúng nhóm para tam network thì network của nhóm cứ một cái pin một hồng bay chạy mùi chạy xôn sang phải buồn á rồi có kẹt về biết cứ mùi chạy mùi chẳng nhóm thưa ca đã sẵn chứ anh ấy nhóm chia server nhóm set start để cho nó ok chạy mùi chạy pì ok rồi cả pin một hồng bay chạy mùi thà đấy bạn cái kẹt về nó chạy mùi chẳng lấy sao ấy lấy sao interface đập chộp một căn để poly pì nếp chụp căn switch nhé cứ chương đã mùi chuyện mùi là phải buồn được là pi hạ pram chuyện bày đoan chuyện sồn á lại nhé chỉ mua là hẹn ok thế điện ấy nhằm ra thỏa mặt á chắc là vào Google ok ok chương rô qua thằng vi cơ phò thị kết nên tao này cho mơ video vào nhầm tới khởi nguyên ấy là thà anh ấy nhầm bình dô đi ACP relay chân nè ở dô là ngọt đi ok cùng mình quên chân này tóc này khơi miên đi chân này tóc này là chạy bà quỷ máu bà Windows Server dưỡng tóc bây dưỡng đã IP hãy để tóc này ai chờ cho tóc can server manager ok ok
tấm ơn là ông chuột rồi có chuột cái này các bạn rồi filter chuột nét nét tiết ok nét tiết máu nên là ông rồi biết ha DHCP server thích rồi biết máu ok chuột nét tiết máu nét tiết hoặc bạch quality install này cứ còn là install rồi DHCP server đấy biết thật server mà mắt cứ chrome chuyện này chrome ok bên này thà chuyện này chrome client tàu vô được lại nắng á chẳng đi ACP server cứ mình này thả miền tuần để tí xa pro rư gặp bỏ IP ô tô một tay trời nè đặt tay rư ta cần device device dương mình định smartphone tablet printer ấy chỉ đá mất á anh ấy ăn device ấy nè ok chẳng nhìn chạm biệt thì chân đó chương nhóm thuốc ca access the can internet muối anh và sang nhóm set IP hay chấn nó client và nhóm có trâu ca IP ô tô một tên nhá có trâu ca ở dương set ấy thì nó chẳng là này để đọc theo nạt ấy nơi phó thì cứ thua thông là thua nạt thua ấy thông là gì ok xong xin nhóm rằng dụt đấy ok tập mà dương install đó là này chơi close ok chẳng YouTube dùng một đài và rèn dựt tầm ơn là đó này mơ tờ lờ DHCP completed đó này cả chuyện lớn ní hay khởi miền biện thái not activate chẳng việc require activate chẳng dùng chuyện mó của bán hay chuyện ok phần năng confirm dùng activate bia tầm ơn là đó này chuyện cả lành thú hay đọc biện DHCP nè ok chẳng là bây giờ DHCP dương về chân mò kêu chẳng mình là dương activate bia nha đã bởi sân chìa ở trên kêu chẳng tế bia ở activate tê hay vì gọt đá đá chẳng là tóc nè right click lờ IPv4 dô biệt thành new scope chẳng dương bởi cách DHCP mà cái job nâng tục mò ok chẳng nhầm đạn lèn đã mua hết nè lèn DHCP chúng mua x mua tớ mình này thang dương bậc cao chỉ object cái được cái job mối mua nắng thà land DHCP mà này sản đập bỏ IP một căn land vào dưỡng ok chụp next tấm start để đó nữa mơ thật là sản phẩm cảm này dưỡng đó chứ còn rôn qua dưỡng cứ IP land vào dưỡng cứ mua chụp mùi nữa chứ mua chụp chứ em trong lời việc bỏ bị xam sập tử nữa chứ em bị lệch P từ hộ đó lệch mà phải muốn cứ dưỡng ảnh đặt thì mình nhuộn bản á ok chắc nhầm đã bọn làm sắp đó phí hạ buồn phần năng hãy slash cái okay, slash cứ việc ô tô ok exclude để sân trên đó nơi chọn đỏ tránh cả đỏ tớ nhầm ạ chẳng bài tiết lệnh nắng ok anh ấy list your sun time mình thả phùm bay tháng ngày ở việc release một đón sai này tỏa nế ai sẽ tớ ok ok nên tiện mà chắc người đã ở router nó chứ router cái này những cứ chia IP để dân sạch nó lợi này interface bảo vệ nè router được cái hạ phải bỏ lên được như thế ăn lại kinh dây cái này nó á cái trong bên này chẳng ok chứ đã IP để dân sạch nó lợi phải bỏ dưới mắt hay cho biết thả em ok nét chẳng điện ấy này đó nè bà bác Google đó và sân trên này đó nè bà điện ấy chia điện này local rồi người ta cho những bạn chọn ấy gần đó thì bà đi này để đó thì giờ nè ok win s win server còn mạch đấy ok next finish ok chắc đi cứ chia pool á chọn lựa pool mà để đó nè scope để đó nè khởi mình trailer trailer nên cứ chia cả lại đấy để đó nè trâu mưa thả ta bị bỏ ip để ở một sân nạc là tp reservation để tỏ này ai mạc mà address chỗ lên ha ô thò này tỏ này trong cầm nọt ở Windows HP nên tôi ban IP của bạn chẳng cần nốt mà address bỏ Windows nâng dùng một tuần lớn nâng hai cầm nọt IP trong bị chập IP của bạn cứ dùng cầm mong bàn lại nâng á hay dùng đại chung một vị tử nữa ok chứ nhóm ở đấy nhóm bỏ thông ra thì
chứ nhầm tôi tôi không Windows HP nhầm mà ok chứ chụp ảnh chưa đặt tuần sạc xe thế này tặng nên nên tặng nên tôi cho tự configure cái lệnh for ticket mà nhất tiền tích tiền ok chừng mưa sáng ta chừng bạn bật đi ECP nữa ok bà khải vận tải ở toàn đà nữa chứ người ta không nên tôi cho thử mạnh disable enable ok chứ người ta không nên tôi cho tự configure cái line interface nữa interface port lệnh pi này port lệnh pi để cho một cái switch nó cứ để ta ấn tôi cho tự enable DHCP relay nữa cho enable chẳng lý cứ chỉ default và sau này ta ấn trong bỏ pi for the getter này ta ấn tôi disable DHCP nó lơ Windows Server và mình chẳng tới loop bệnh năng ngày bị bộc này á chẳng này ta ấn cho biết tha advanced hay dùng rồi anh ấy call đấy hay dùng biết tha relay bây giờ cho relay tới viên năng ở dưới DHCP server IP chứ IP server và chúng tôi lịch mà chứ DHCP server IP cứ IP để nhóm đạn nó cứ mua chụp pì nè này cứ chỉ IP Windows server dường nè anh chưa dừng mơ mà ok nhóm cho chạy mơ IP config nếu cứ chỉ IP Windows server để dừng install với DHCP server chứ vì cái này nè cứ việc website thì tôn tập căn Windows DHCP mình này bị bưng từ lên Windows DHCP ấy ở trong request IP automatic cứ bộ tập căn là năng này nhá ok đã chơi đi phần năng mất hay chơi ok ok chân lên đó này dùng từ release renew mà nó tiếp ok rồi gọi disable enable mất chân chọn đăng ta về từ tụ bàn IP rồi t ok đó này khơi miền IP để nhầm bỏ mò đấy này nhé chẳng này cứ chỉ cái hào thả DHCP Relay Agent DHCP Relay Agent cứ miền này thả Fortinet nên rửa Fortinet nên cứ ọt ọt miền function chăm phơ DHCP T cứ việc bằng mà này hay nữa về à, miền Windows miền tủ sạp này cần đấy một căn network của dưỡng cứ đi trao ca snai Fortinet rạm ổ DHCP bỏ mò chẳng hạn là relay chẳng về việc bưng ghê nè ok chẳng nhóm mơ thả ta Windows Server và nhóm nắng từ tool bàn list ok và toàn miền đấy chẳng này ông thấy khơi miền đấy cứ chỉ DHCP Windows client và dưỡng để snap xong một căn Windows Server nữa. Ok ok, chẳng ở video nâng miên tập bản năng tế, bình dụng vì concept không cả thuở đi HCP Relay Agent, rồi còn này tặng học này ở dụng vì mùa hạt ấy bạn chưa phía chọn client tham ban thông thông khác kia từ firewall rồi dụng là tờ mong ống thôi chỉ rồi gọi bỏ đi HCP nhé để xa mùa hạt nâng cứ kỹ tục cầm lăng với ở từ filter rồi gọi thuở FC nhé thì là dụng server mà chuyển đổi máu hay server nâng ai thuở bàn multiple network á ai thuở bàn chẳng chẳng vì chui bàn chẳng tên ok, ở con trang thì họ nhé.